Một người đàn ông gấp mặt bầm dập bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Tối qua anh ta đã giết chết 14 người. Cảnh sát lấy ảnh hung khí giết người của anh ta ra, thìa, mì hộp, chảo. Đúng vậy, anh ta đã dùng mấy thứ đó hạ gục 14 nhân viên chiến đấu của CIA. Thủ pháp đơn giản, nhưng chiêu nào cũng là chí mạng. Rõ ràng có thể thấy anh ta đã được huấn luyện giết người chuyên nghiệp. Nhưng vào một ngày trước, anh ta vẫn là một người vô dụng nổi tiếng trong thị trấn, tính cách vô cùng yếu đuối, chuyện gì cũng phải dựa vào bạn gái. Cảnh sát chặn xe khiêu khích rằng tên vô dụng dạo này không làm chuyện gì ngu ngốc đấy chứ. Nhưng anh ấy lại không dám nói một lời nào, toàn bộ nhờ bạn gái đáp trả. Ngay cả dán một quả trứng cũng phải để bạn gái dọn dẹp bãi chiến trường. Cho tới tối hôm đó, một người phụ nữ thần bí tìm tới, nói với anh ta rằng tập hợp Mandelbot đã khởi động, lớp hợp xướng đã giải tán, chúng ta nên bảo vệ rồi. Những lời nói nhìn có vẻ như không có một chút logic này là mật mã ngôn ngữ. Nó đã kích hoạt một loại năng lượng nào đó tiềm tàng trong cơ thể nam chính. Nhưng bản thân anh ấy vẫn chưa biết. Sau khi người phụ nữ rời đi, nam chính pha một hộp mì ăn đêm. Đúng lúc này, anh ấy nhìn thấy có người đang động vào xe mình, liền nhỏ nhẹ ngăn cản đối phương lại. Ai ngờ đối phương đem theo súng, trực tiếp đuổi giết về phía anh ấy. Hiển nhiên, sau khi thức tỉnh, tính cách của nam chính vẫn giống như tên vô dụng trước kia. Anh ấy lập tức gọi điện cho bạn gái, bàn tay điệu đà như bông sen, nói rằng mình sắp sợ tè ra quần rồi. Khi bạn gái đi tới, cô ấy cũng ngây người ra. Vừa rồi anh đã giết hai người, là bọn chúng lao về phía anh trước. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát tuần tra đã phát hiện tình huống ở đây, thế là cả hai người họ đều bị giam giữ. Họ không biết rằng hai người vừa rồi là sát thủ do CIA phái tới. Thì ra thân phận thực sự của nam chính là vật thí nghiệm trong kế hoạch đặc công siêu cấp của CIA. Vốn dĩ anh ấy sẽ được đào tạo thành siêu đặc công, nhưng bởi vì vốn quá cao, kế hoạch buộc phải ngừng lại. Cho nên anh ấy đã bị phong tỏa ký ức, biến thành tên vô dụng. Bây giờ có một trưởng quan biến thái cho rằng nam chính là vật thí nghiệm chưa hoàn thiện, cho nên không có giá trị tồn tại, bắt buộc phải trừ khử. Mà người phụ nữ thần bí kia là người trực tiếp huấn luyện nam chính. Bà ấy không muốn thấy nam chính bị chết một cách không rõ nguyên nhân như thế, cho nên trước khi sát thủ tới, bà ấy đã tới mở khóa ký ức cho nam chính, nhờ thế mới giúp anh ấy thoát được một kiếp nạn. Nhưng bây giờ, đợt sát thủ thứ hai lại tới. Một người cầm súng máy xông vào trước đồn cảnh sát, điên cuồng nổ súng về phía cảnh sát, còn một người thì đi tới phòng giam. Vào thời khắc then chốt, ký ức đặc công của nam chính lại một lần nữa thức tỉnh. Anh ấy đâm ngã sát thủ, dùng còng tay đấm nát răng của hắn, sau đó đưa bạn gái rời đi. Sát thủ bên ngoài đã phát hiện ra bọn họ, cô ta đuổi tới trước cửa, ném lựu đạn về phía nam chính. Kết quả là bị anh ấy dùng tay đón lấy, sau đó lại ném về. Đầu tiên nam chính kiểm tra người bạn gái, xác nhận cô ấy không sao cả. Sau đó tiến lên phía trước đỡ đòn, bẻ ngược tay, bồi thêm một chưởng, giải quyết xong nữ sát thủ, hai người lập tức bỏ chạy. Lúc này quân đội CIA đi tới, bao vây phong tỏa cả thị trấn. Tên trưởng quan biến thái kia còn đem tới một tiểu đội sát thủ, bên trong đều là những sát thủ điên cuồng được đào tạo bài bản. Đêm nay, mục tiêu duy nhất của họ chính là nam chính. Nam chính trốn vào phòng nhảy trong nhà bạn, bạn gái định lên nóc nhà xem sao. Lúc này một ống súng xuyên qua rèm cửa, người bạn bên ngoài bị giết đầu tiên. Nam chính nghe thấy tiếng súng, lập tức đi gọi bạn gái ở bên trên. Nhưng sát thủ đã xông vào, anh ấy đành phải lao qua đó, đoạt lấy cây súng. Đối phương túm lấy nam chính ném lên tường. Đột nhiên trần nhà vỡ ra, bạn gái rơi xuống từ bên trên, thu hút sự chú ý của sát thủ. Nam chính nhân cơ hội nhặt chiếc ấm dưới đất, hạ gục được sát thủ, sau đó đập chết. Nhưng bên ngoài vẫn còn sát thủ đang cầm máy bơm khí độc vào bên trong nhà. Nữ chính nhanh chóng nhặt mặt nạ chống độc lên, đưa nam chính thoát ra ngoài, hạ gục tên sát thủ bơm độc ngay ngoài cửa. Thấy nam chính đã trúng độc, cô ấy lập tức lao lại bên cạnh sát thủ, thành thạo bóc ra thuốc giải, vừa bơm cho nam chính, vừa nói rằng anh ấy tuyệt đối không thể ngủ. Còn nói rằng đây là khí độc thần kinh cấp tính, một khi ngủ thiếp đi thì sẽ hoàn toàn bị chết. Cuối cùng nam chính cũng tỉnh táo lại, nhưng lại đẩy nữ chính ra. Bởi vì quan sát thân thủ vừa rồi của cô và cả sự hiểu biết về khí độc, rõ ràng không phải người bình thường. Nam chính cảm giác mình đã bị lừa, bị người mình tin tưởng nhất lừa. Cuối cùng nữ chính cũng thừa nhận mình là người của CIA được phái tới để giám sát nam chính. Nhưng cô ấy đã yêu nam chính và bỏ mặc nhiệm vụ từ lâu rồi. Nhưng nam chính vẫn không thể chấp nhận. Anh ấy chạy về xe, nữ chính cũng đi theo. Cút ra khỏi xe của tôi. Không, em không đi. Cút khỏi xe tôi. Cút ra khỏi xe tôi. Đây rõ ràng là xe của em. Lúc hai người đang tranh cãi, đột nhiên cảm thấy một luồng xung kích cực mạnh. Một chiếc xe bọc giáp đẩy bọn họ lên cầu. Trong xe phát ra tiếng cười rất chói tai, là tên sát thủ bị nam chính đánh gãy răng. Hắn ta bắt nữ chính đi, sau đó đổ một thùng xăng lên xe, ném bật lửa xuống. Hắn muốn tiêu chết nam chính đang ở trong xe. Vào lúc tuyệt vọng, sĩ quan huấn luyện đi tới, nhờ sự yểm hộ của vụ nổ, bà sĩ quan ấy đã cứu được anh ấy đi. Khi nam chính tỉnh lại, sĩ quan nói rõ tất cả với anh ấy, bảo anh ấy trốn đi. Nhưng nam chính lại trực tiếp quay về nhà, ôm con gấu bông, ngồi trên giường, nói cho cùng, anh ấy vẫn là chàng trai vô dụng kia. Bạn gái không ở đây, anh ấy đã mất đi dũng khí đối mặt với khó khăn. Không lâu sau, bên ngoài căn nhà truyền tới tiếng động, sát thủ lại tới rồi. Hắn vừa nhìn thấy nam chính, liền lập tức xông lại. Kết quả một giây sau, lại bị đánh bay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn một đặc chủng binh, vừa vào nhà liền nổ súng lia lịa, dùng hỏa lực mạnh mẽ áp chế, không để nam chính lại gần. Bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên, một chiếc chảo bị đánh bay tới. Chỉ thấy anh ấy nhặt chảo, ném lên trên, viên đạn nảy ngược lại, trực tiếp giết chết kẻ địch. Chiêu này gọi là đạn nảy ngược kinh điển. Một lát sau, điện thoại vang lên, là tên phản diện gọi tới. Hắn bảo nam chính qua đó, nếu không sẽ giết chết bạn gái anh ấy. Nam chính không một chút do dự, anh ấy thay một chiếc áo mới. Tôi phải đi cứu cô gái của mình.
cầm chìa khóa xe lên, còn cả một thùng pháo hoa nữa. Thứ đó vốn được dùng để cầu hôn. Chỉ thấy anh ấy lái xe bọc giáp, châm pháo hoa, kẻ địch bị nổ cho không kịp trở tay. Chàng trai yếu đuối trước kia, vì cô gái của mình, đã trở thành một anh hùng dũng cảm lao vào hang địch. Kẻ địch trốn vào siêu thị, anh ấy liền đạp ga đâm vào trong. Nhưng nhanh chóng, anh ấy liền bị kẻ địch bắn súng, nam chính dùng chiếc tủ chặn trước người để di chuyển. Phía sau lại có thêm một tên sát thủ, anh ấy cầm một chiếc bút kẻ mày, lập tức tung chiêu, chọc thủng đầu của đối phương, sau đó mò được một cái xúc giác, chặt tay, đánh lên đầu, lại giải quyết thêm một tên. Anh ấy vừa chạy, vừa dùng đồ hộp đập chết một tên, nhưng ở lối đi tiếp theo, anh ấy gặp phải một đám người, phải làm sao đây? Anh ấy cầm một túi bánh thịt, nhảy xuống từ tủ hàng, đánh lui một tên, đoạt súng, bắn vào đầu. Chưa tới 3 phút, hạ gục được 5 tên sát thủ. Nam chính đã kiệt sức rồi, còn bị dao đâm nữa. Nhưng anh ấy không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Trong khu dụng cụ bếp, dùng dao gọt hoa quả đâm trúng một tên, sau đó tiện tay cầm dao thái thịt, giải quyết kẻ địch. Kẻ địch bị giết tới nỗi phát sợ rồi, nhưng cũng đành phải bất chấp lao lên. Nam chính không may bị bắn trúng vào đầu, may là xương trán của anh ấy đã được cải tạo thành kim loại. Anh ấy châm quả pháo hoa cuối cùng ném ra ngoài, tiếp tục cầm theo một cây búa, đi vào trong khói mù. Một búa, hai búa, ba búa, bây giờ chỉ còn lại trưởng quan và tên sát thủ gãy răng. Bọn chúng căng thẳng nhìn vào làn khói. Nam chính từ từ bước ra. Ngày tận thế của trưởng quan đã tới, hắn bảo tên sát thủ đi giải quyết nam chính, còn bản thân thì đưa nữ chính chạy đi. Lần này tên sát thủ không cười nổi nữa. Hai người gặp nhau ở khu bày bán công cụ, một người cầm tua vít, một người cầm búa, cả hai đều khiến đối phương bị thương. Tên sát thủ đẩy ngã nam chính, nhân cơ hội nhặt súng lên nhưng không bắn trúng. Nam chính trốn vào phía sau tủ hàng. Cuối cùng nam chính đã đoạt được súng, anh ấy đã thắng, tên sát thủ nhận thua. Bọn họ đều là cỗ máy giết người do CIA tạo ra, bọn chúng tạo ra anh giống như đã tạo ra tôi, nhưng anh đã làm tốt hơn tôi. Cuối cùng nam chính không nổ súng, thả sát thủ rời đi. Một bên khác, tên trưởng quan bị sĩ quan đi tới thắt cổ, nữ chính cũng đã được cứu. Cô ấy dìu nam chính đi ra khỏi siêu thị. Cảnh sát đã bao vây nơi này, dưới ánh đèn cảnh sát nhấp nháy và cả luồng sáng của súng ngắm, nam chính đã quỳ xuống lấy nhẫn ra cầu hôn nữ chính. Cô ấy giơ tay ra đeo nhẫn lên. Ai có thể từ chối một người toàn thân đều là vết thương, nhưng trong mắt chỉ có mình chứ. Cuối cùng tên trưởng quan đã chết, còn nam chính thì được CIA công nhận cùng bạn gái trở thành một cặp đôi đặc công. Trong một nhiệm vụ, anh ấy cố ý bị bắt, đối phương hỏi sao anh dám tay không đi tới chứ. Nam chính nhìn về đồ hộp, nồi, xúc giác, không nhịn được bật cười.